Vâng, kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đến quý anh chị em bà con cô bác gần xa, sức khỏe dồi dào và có những cái năng suất tốt trong công việc, thành công trong cuộc sống. Vâng, đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con Yamaha US46. Đây là hàng mới về luôn, máy nó đang nổ luôn nha bà con. Chúng ta thấy là nó rất là tuyệt vời luôn. Đây chúng ta thấy cái bánh của nó nguyên zin nó như thế này. Đấy, chúng tôi cố tình để cho nó bẩn bẩn, nó dơ dơ như thế này. Là hàng mới về, nó đẹp như thế này luôn. Đây, máy đang nổ luôn, nó xuất sắc như thế này luôn. Đây là US46 đây. Đây, bà con đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ mở lên cho bà con xem nhé. Đây, chúng tôi sẽ mở lên cho bà con xem. Chúng ta chỉ dở lên thôi. Đây, đây là cái máy đang hoạt động đây. Đây, bà con thấy nó rất là đẹp như thế này luôn. Rồi, đây. Rồi, bây giờ chúng tôi mở cái lưới hông cho bà con xem luôn. Bây giờ chúng tôi đã mở cái lưới hông ra rồi. Đây là cái lưới hông của US46 cho bà con. Chúng tôi vừa mở ra cho bà con xem và động cơ ở bên trong. Đây, động cơ nó có 4 máy, nó đẹp như thế này luôn. Nè, đây, nó 4 máy. Chúng tôi bà con xem rất rõ ràng luôn. Đây, máy nó đang nổ một cách rất là đẹp luôn. Con này là mới về luôn. Nó nguyên zin, nó đẹp như thế này luôn. Đây, toàn cảnh cái con máy đây. Đây, chúng tôi vừa gỡ cái lưới hông ra cho bà con chúng ta cùng nhau theo dõi US46. Nó đẹp như thế này luôn. Đây, vào đây. Con này có 46 mã lực là 2 cầu số cơ bên cơ luôn nhé, động cơ có 4 máy luôn. Con này là quá chất lượng, quá xuất sắc rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ báo giá cho bà con toàn bộ luôn. Con này chúng tôi bán với giá là từ 235 triệu đến 265 triệu. Chúng tôi chỉ báo khoảng thôi. Tại vì giá lúc tăng lúc giảm rất là khó để báo chính xác được. Chúng tôi chỉ báo là giá trong tầm thôi. Chúng ta có thể thương lượng, có thể là giảm giá chút đỉnh cho những bà con mà tin yêu của chúng tôi rất là nhiều luôn. Đây, bộ máy quá đẹp luôn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ lên trên cho bà con xem cái đồng hồ đó luôn. Đây, đây là toàn bộ những cái gì mà nó đẹp nhất, tinh tí nhất đây. Đây, nó đẹp như thế này. Nó chỉ có là 1.000, hơn 1.000 giờ thôi. Đây, nó đẹp như thế này luôn. Đây, bà con chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tắt máy nha bà con. Để tắt máy. Rồi chúng tôi dừng máy tắt máy. Đây là cái bánh sau nó đẹp như này luôn. Đây bà con chúng ta thấy. Đó, nguyên zin nó đẹp như thế này. Rồi đây là phía sau của nó đây. Đây nó đẹp như này luôn thưa quý anh chị em bà con cô bác làm sao. Bên này có US46, có 46 mã lực là 2 cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 4 máy luôn, nó đẹp xuất sắc như thế này luôn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua con khác nha bà con. Đi qua con khác, con này cũng chiếm thời gian hơi lâu rồi. Đây, con thấy đẹp như này luôn. Rồi, chút xíu. Đẹp như này luôn. Đây, bà con thấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đi qua con Kubota là L1 28. Rồi bây giờ tiếp theo là con là L1 28. Đây Kubota là L1 28, đây là một cái siêu phẩm luôn. Nó có L1 20, 22 rồi 24, 26 và đây là L1 28. Nó đẹp như này luôn thưa bà con. Đây, chúng ta thấy cái bánh sau của nó đẹp xuất sắc như này luôn. Mâm móc vít của nó đi như này, nó rất là tuyệt vời luôn. Đây bà con thấy, bây giờ chúng tôi sẽ mở ra cho bà con. Đây là những cái màu sơn zin nó lên. Đây là những cái chất nguyên thủy của nó như thế này, nguyên zin như thế này luôn rồi bà con. Đây là L1 28, bây giờ chúng tôi sẽ mở một da cho bà con xem cái động cơ bên trong nhé. Con này chúng tôi sẽ báo giá luôn. Đây, đây là động cơ nó có 4 máy đây. Chúng tôi vừa mới tháo cái lưới hông ra, thậm chí là bánh trước chúng tôi chưa gắn vào luôn, mới về đẹp như thế này luôn. Khi mà quý bà con mua thì chúng tôi sẽ tiến hành là kiểm tra tất cả các loại như lọc dầu, lọc nhớt, rồi phốt, làm hết. Máy nổ đảm bảo là không có đổ hơi, không bung. Đấy, mới về như thế này, nó xuất sắc như thế này luôn. Con này chúng tôi bán với giá từ 175 cho đến 190 triệu. Đây, chúng tôi báo luôn. Đây, báo giá các loại cho bà con luôn. Mình theo yêu cầu của bà con, hôm nay chúng tôi báo giá luôn. Từ 175 tới 190. Đây là con này. Bà con cứ việc đi dội giá thoải mái, chúng tôi bán là theo một cái giá gốc luôn, không qua bất kỳ một cái trung gian nào. Đấy, đây là L1 28 đây. Và đây là cái đồng hồ của nó. Đây chúng ta thấy nó mới như này luôn, nó chỉ có 1458 giờ, tức là con này chưa được 1500 giờ. Đấy, bà con thấy nó đẹp như thế nào luôn. Đây, 1458. Nha, quá đẹp luôn. Đây toàn bộ cái
cái hình thể của con Kubota L1 28 nó như thế này. Đấy, động cơ có 4 máy, 28 mã lực loại 2 cầu, số cơ bên cơ. Đấy. Rồi, cái bánh nó đẹp như thế này luôn, xuất sắc như thế này luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra phía sau cho bà con xem nó đẹp như thế nào luôn. Và đây. Đây, đây là phía sau của con L1 28 đây. Con này chúng tôi đã báo giá rồi cho bà con. Theo yêu cầu của bà con hôm nay chúng tôi sẽ báo giá hết. Con này có giá từ 175 đến 190. Đấy. Giá cả thì có lúc lên lúc xuống cho nên là chúng tôi không thể báo chính xác được. Chúng tôi chỉ trong khoảng thôi, trong khoảng từ khoảng cách từ 20 triệu thôi. Đây là hai thanh kiếm của nó, về nguyên zin như thế này luôn. Rồi bây giờ chúng tôi qua đi qua con khác nha bà con. À và đây, đây là con Kubota L1 45. Nó mới về đẹp như này luôn. Con này thì chúng tôi cũng đã có đăng một cái video clip riêng. Bà con vui lòng đăng ký vào kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, có cái nút màu đỏ. Bà con cứ việc đăng ký vào, chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả những cái gì mà tốt nhất đến với bà con. Chúng ta thấy bánh sao đẹp như này luôn. Con là nguyên zin 100% luôn. Có trợ lực tay lái 45 mã lực, đây là hàng hệ. Chúng tôi trân trọng giới thiệu với bà con. Và bây giờ đây logo của ta đây. Và đây là chúng tôi đã mở cái lưới hông ra để chúng tôi quay cho bà con xem bên trong. Đây nhé, động cơ có 5 máy. Đây động cơ nó có 5 máy, con này thì chúng tôi sẽ báo giá luôn. Con này nó tầm trong khoảng từ 220 cho đến 240 triệu. Rồi coi là quanh 45 này. Rồi hai cầu số cơ bên cơ, có trợ lực tay lái luôn, động cơ 5 máy. Đây, con thấy nó đẹp như này luôn. Đấy, rồi đây là cái đồng hồ của nó. Nó chỉ có 1156 giờ luôn. Con này nó chỉ có là hơn 1000 giờ luôn, đẹp như này luôn, tất cả toàn bộ là nguyên zin hết. Đây bà con thấy. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đi qua con khác nhé. Con này giá từ 225 tới 240. Đấy, đẹp như này luôn. Rồi, tiếp theo đây là con là quan 455. Bây giờ chúng tôi sẽ mở cái lưới hông ra cho bà con xem. Thì con này cái giá này nó cũng giống như con là quan 45, cũng từ 225 tới 240. À, nó như thế này. Cái bánh nó đẹp như này luôn. Đấy bà con thấy. Nó zin như này luôn. Chúng ta không thấy cái dấu hiệu của cái sự reset luôn. À, bánh lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo một cái độ an toàn để cho bà con chúng ta sử dụng. Đây là quan 455, nó cũng giống như là quan 45 luôn, nó cũng đều là 45 mã lực, là hai cầu, số cơ bên cơ luôn. Nó cũng đều là động cơ có 5 máy luôn, bà con thấy. Và đây là cái đồng hồ của nó đây. Nó chỉ có chưa được 2000 giờ, nó chưa được 1900 giờ luôn. Đây nó zin như thế này, bà con thấy, đẹp. À, ghế ngồi và nó có cái cabin ở đây, và bà con thấy Kubota luôn, nguyên si luôn. Đây là cái mái che của nó. Đây, cái mái che của nó luôn. Đẹp như này luôn. Đây bà con thấy nó đẹp như lộng lẫy như này luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ gỡ cái lưới hông ra để cho bà con xem cái động cơ 5 máy của nó như thế nào, đẹp như thế nào luôn. Đây, chúng tôi vừa mới tháo cái lưới hông ra. Chúng tôi cho bà con xem cái động cơ 5 máy của nó như thế này luôn. 1 2 3 4 5. Đấy. Nó đẹp lộng lẫy luôn. Nó xuất sắc quá, tôi không thể mà kiềm lòng được. Đây là bánh trước của nó luôn đây, đẹp như thế này. Kubota là quan 455, có 45 mã lực là hai cầu, số cơ bên cơ, động cơ có 5 máy, nó giống như là quan 45 luôn. Giá cả thì trang hết từ 225 tới 240. Đây bà con thấy nó đẹp lộng lẫy như thế này luôn bà con, quá xuất sắc luôn. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua con khác nhé. Hôm nay chúng tôi chỉ đi sơ lược thôi. Nó đẹp như này luôn. Bây giờ chúng tôi thôi, chúng tôi đi ra phía sau cho bà con xem cái phía sau cái nữa. Đây, nó đẹp như này luôn. Đây bà con thấy logo Kubota luôn. Và cái hai thanh kiếm, chúng ta không thấy dấu hiệu của cái sự reset luôn. Đấy. Rồi ok, bây giờ chúng tôi sẽ đi qua tới con 4202 rồi US 46 tiếp tục nữa. Là quanh 33. Rồi bây giờ bà con chú ý theo dõi.